rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ Odo sơn mài. Kế bên cái con này nhé, em là em đang bán cái con thùng nu này đây. Mặt số rất là đẹp, thùng nu nguyên zin, vẫn còn cái giấy dán si táp hồi xưa của cái chủ bán cái thùng này. Đây, vẫn còn cái giấy dán si táp. Mặt số rất là đẹp luôn. Số chân cài nguyên zin hết. Máy cực kỳ đẹp nhé, máy là không dùng đột một vết nào hết. Ba ổ cót là nguyên zin luôn. Chiếc này thì em đã lau dầu và đang cho chạy rồi. Thì anh nào mà thích xe máy có thể liên hệ với em qua số Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết máy móc cũng như là bộ côn và tổng thể cái chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì giá của nó em bán là 32 triệu nha. Rất là đẹp. Tiền nào của đó thôi. Bây giờ mà mua Odo mà giá 22, 23 mà nguyên con mà đẹp á, không có ở đâu có chứ. Tại vì em là thợ mà em còn không mua được cái giá đó nữa. Đây, rất là đẹp. Bao zin. Bao zin toàn bộ luôn. Đang chạy. Tại vì ở trên này thì em không có quay nói nhiều được á. Cái clip nó sẽ bị dài. Em chỉ quay như vậy thôi. Anh nào thích thì liên hệ với em. Em sẽ gửi tổng chi tiết cái chiếc đồng hồ này.